Nếu như các bạn đang có một cái số tiền nhàn rỗi và các bạn mong muốn cái số tiền này nó sẽ mang lại cái lợi nhuận cho các bạn trong cái thị trường đầu tư cryptocurrency, đầu tư tiền điện tử á, thì cái video này nó sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho bạn. Xin chào, mình là Đỗ Thành Trung. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký một tài khoản sàn Binance. Thì đây là một cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay. Thì khi mà chúng ta mở cái tài khoản sàn Binance như thế này á, thì chắc chắn cái mục đích lớn nhất của chúng ta là để mà giao dịch, chúng ta mua bán những cái đồng tiền điện tử để mà nhằm đem lại những cái lợi nhuận. Thì tức là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta mua với cái giá coi rẻ nhất và chúng ta sẽ bán lại với cái giá cao để mà hưởng sự chênh lệch. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện đăng ký tài khoản như thế nào. Thì đầu tiên á, thì các bạn sẽ cần phải truy cập vào cái đường link đăng ký mà mình sẽ để ngay ở trên màn hình. Hoặc là các bạn cũng có thể kéo xuống phần mô tả của video này thì mình cũng sẽ để cho các bạn có thể nhấp vào đường link này. Thì mục đích của việc này là như thế nào? Thì hiện tại Binance nó là một trong những cái sàn thuộc top 1 của thế giới rồi. Bởi vậy nên nó sẽ có một số cái tổ chức cũng như là những cá nhân họ gian lận, họ sẽ tạo ra những cái website giả giống với cái sàn giao dịch Binance này để mà nhằm thu hút họ giới thiệu người dùng vào đăng ký vào cái sàn giả của họ để mà họ đánh cắp thông tin cũng như là tiền bạc. Do đó thì các bạn hãy cần lưu ý cái điều này giúp mình ha. Nhớ là tên miền của sàn Binance đó là binance.com. Hoặc các bạn có thể truy cập ngay vào cái đường link đăng ký mà mình sẽ để phần mô tả của video này. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký ha. Thì mình cũng đã có viết một cái bài viết về cách đăng ký sàn Binance trên blog của mình. Thì các bạn cũng có thể truy cập vào blog mình để các bạn có thể xem cho nó được rõ ràng hơn ha. Thì trong này mình có viết rất là chi tiết cũng như là cụ thể những cái cách làm, hướng dẫn làm sao. Rồi thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký ha. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ vào trong blog của mình hoặc là các bạn kích vào cái đường link mà mình để ở mô tả hoặc là trên màn hình thì các bạn nhấp vào ha. Thì nó sẽ đưa các bạn tới cái giao diện đăng ký tài khoản sàn Binance. Thì nếu như mà các bạn không có xuất hiện cái giao diện này á, thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần là đăng ký ha, cái ô vàng này nè đó. Thì trong này nó có tiếng Anh cũng như là tiếng Việt, các bạn có thể tùy chỉnh ở trong này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành đăng ký ha. Rồi thì đầu tiên á, các bạn sẽ cần phải đăng ký bằng email nha. Thì tốt nhất là các bạn sẽ đăng ký qua email, nó sẽ được an toàn và bảo mật hơn. Bên cạnh đó thì tất cả những cái thông tin nó sẽ gửi về cho email của các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ điền email, password cũng như là tích vào cái điều khoản ở đây, là các bạn nhấp vào đăng ký tài khoản ha. Ok, thì đầu tiên á, các bạn sẽ nhấp vào điền email. Rồi sau đó mình sẽ điền password. Thì cái mật khẩu là tối thiểu là 8 ký tự, có một ký tự chữ in hoa và một chữ số ha. Rồi thì sau khi mà các bạn điền xong á, nó báo là mật khẩu mạnh là ok rồi ha. Rồi tiếp theo đây nó là ID giới thiệu. Thì đây chính là cái ID của mình. Thì nếu như các bạn đăng ký mà giới thiệu người khác thì cũng sẽ có một cái ID giống như mình thôi. Rồi sau đó các bạn nhấp vào tôi đọc và đồng ý với điều khoản ha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào tạo tài khoản. Ok, thì như vậy là Binance nó sẽ gửi cho một cái email xác nhận vào cái email của mình vừa đăng ký á. Thì các bạn cần vào email để chúng ta điền cái mã số đó vào đây. Ok, thì đây chính là cái email mà Binance nó gửi cho mình. Rồi bây giờ các bạn sẽ cần là copy cái số này để chúng ta điền vào cái form bên kia, bên trang web đăng ký. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình điền ha. 556948. Rồi. Sau khi điền xong thì tự động Binance nó sẽ hiển thị cho mình tới một cái trang như thế này. Thì nó nói chào mừng bạn đến Binance. Thì ở đây nó sẽ báo mình nạp tiền vào để mà chúng ta có thể tiến hành giao dịch ha. Thì mình sẽ bỏ qua cái bước này, chúng ta đi đến cái bảng điều khiển luôn. Ok, thì bước này á, thì sàn nó sẽ báo cho mình là xác minh bảo mật hai lớp. Thì như mình cũng đã hướng dẫn video trước, thì tất cả những cái sàn giao dịch họ đều bắt là bảo mật hai lớp để tăng cái tính bảo mật cho tài khoản của người dùng lên.
Thì ở đây nó sẽ có hai hình thức là xác minh qua số điện thoại và xác minh qua Google Authent. Thì mình sẽ tiến hành xác minh sau ha. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi. Rồi, bước tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta xác thực tài khoản Binance như thế nào ha. Thì đầu tiên các bạn nhấp vào cái phần là bảo mật nè. Đó, thì trong này chúng ta sẽ hoàn thành 4 cái bước để tăng cái tính bảo mật cho tài khoản của các bạn lên. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ xác nhận cái Google Authent ha. Thì đầu tiên các bạn nhấp vào nút bật này nè. Đó, thì nó sẽ đưa cho các bạn sang một cái trang chúng ta để bắt đầu tiến hành. Thì đây, nó sẽ bắt chúng ta tải một cái app gọi là cái app Google Authent. Rồi, sau khi mà các bạn đã tải xong được cái app Google Authent hoặc là các bạn đã chuẩn bị sẵn cái app Google Authent rồi thì các bạn sẽ nhấp vào cái bước tiếp theo ha. Rồi, lúc này thì nó sẽ hiện ra một cái mã QR code. Thì các bạn sẽ cần mở cái app của mình lên. Rồi tiếp theo thì các bạn cần phải mở cái app Google Authent lên để chúng ta tiến hành chúng ta tạo mã ha. Rồi các bạn sẽ bấm vào mở lên. Rồi ở phía trên cùng này nó sẽ có một cái dấu cộng, các bạn sẽ nhấp vào cho mình ha. Thì phía dưới này nó sẽ có hai cái thì chọn để cho các bạn có thể tạo mã. Thứ nhất là các bạn có thể quét mã vạch và thứ hai là các bạn nhập thủ công. Thì bây giờ đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quét mã vạch ha. Thì các bạn sẽ nhấp vào quét mã vạch. Rồi sau đó các bạn sẽ đưa cái camera vào cái mã QR code để mà chúng ta tiến hành quét ha. Đó, thì sau khi mà các bạn đã quét xong thì nó sẽ tạo ra một cái chuỗi 6 chữ số với cái Gmail của các bạn ở bên dưới. Cách thứ hai là các bạn sẽ nhấp vào dấu cộng tiếp tục, thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục nhập thủ công ha. Thì lúc này các bạn sẽ bắt đầu tạo tên cho tài khoản này. Thì hồi nãy là cái Gmail nào thì các bạn sẽ điền vào theo cái Gmail đó. Và cái ô này là rất là quan trọng, là cái ô khóa nè. Rồi thì phía trong này thì các bạn sẽ cần phải nhập thủ công bằng tay, tức là các bạn sẽ copy cái đoạn mã code ở bên Binance họ cung cấp á. Sau đó các bạn dán nó vào cái ô khóa là xong. Thì mình sẽ bấm vào nút tiếp theo ha. Rồi tiếp theo qua bước thứ ba thì các bạn phải cần lưu cái mã này lại vào nơi nào đó thật kỹ ha. Hoặc là các bạn có thể chụp hình lại để khi mà sau này nếu như mà các bạn mất điện thoại thì các bạn có thể dễ dàng khôi phục lại cái mã Authent Google của các bạn. Tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu mình sẽ send cái code này, gửi cái mã về cái email để tiến hành chúng ta điền vào để xác minh qua cái bước thứ 4 ha. Chúng ta bấm vào send code thì nó đã gửi cho mình một cái email về hộp thư rồi. Chúng ta sẽ mở lên ha. Đó, thì ở đây nè, các bạn sẽ mở vào. Rồi, các bạn sẽ cần phải copy cái mã này. Sau đó các bạn qua đây, chúng ta sẽ dán vào đây. Rồi, tiếp theo cái mã xác minh Google này chính là cái số mà mình đang thực hiện trên cái app này đó. Các bạn sẽ nhập 6 cái chữ số đó vào. Rồi thì như vậy nó đã xác minh thành công. Thì ở đây nó đã kích hoạt cái bảo mật 23 cho mình rồi nè. Cái dấu tích V là đã thành công rồi ha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xác thực cái danh tính này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào xác thực ở đây để chúng ta xác thực danh tính ha. Các bạn bấm vào cái phần xác thực đây. Rồi các bạn sẽ điền cái thông tin cá nhân của các bạn vào. Ở đây thì mình ở Việt Nam, mình để là Việt Nam luôn ha. Nếu mà các bạn ở quốc gia khác thì các bạn có thể điền thêm các quốc gia của các bạn vào. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu bấm vào bắt đầu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ điền tất cả những cái thông tin mà sàn Binance yêu cầu ha. Tên nè, tên điểm nè, họ, ngày tháng năm sinh và địa chỉ. Và cái mã bưu điện, thành phố, quốc gia. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình điền ha. Thì đối với cái vùng cái mã bưu điện thì nếu như mà các bạn chưa biết cái mã bưu điện của mình ở đâu thì các bạn có thể lên Google, chúng ta có thể search. Ví dụ như ở Hồ Chí Minh thì mình gọi là Hồ Chí Minh. Đó, nó sẽ ra cái mã bưu điện của Hồ Chí Minh luôn ha. Ngoài ra thì ví dụ như mình ở Bình Dương thì mình gọi là Bình Dương. Đó, thì nó sẽ ra mã bưu điện của Bình Dương. Thì ở đây là 75.000 nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ điền cái mã bưu điện cũng như là thành phố thì mình ở Bình Dương. Thì sau khi mà các bạn điền hết đầy đủ những cái thông tin
yêu cầu rồi á, thì các bạn sẽ nhấp vào gửi và tiếp tục ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nhấp vào cái chữ khởi đầu ở đây để chúng ta tiến hành bắt đầu xác minh ha. Chúng ta nhấp vào chữ khởi đầu. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cái khu vực quốc gia của các bạn ha, chúng ta để là Việt Nam. Rồi ở đây thì nó sẽ có ba cái hình thức để chúng ta xác minh danh tính. Thứ nhất là hộ chiếu, thứ hai là bằng lái xe và thứ ba là chứng minh nhân dân. Thường ở Việt Nam của chúng ta là chúng ta thường hay bằng xác minh bằng chứng minh nhân dân. Nhưng ở đây thì mình muốn xác minh qua hộ chiếu thì mình sẽ nhấp vào cái hộ chiếu ha. Rồi ở đây thì mình sẽ cái mục đầu tiên này là mình sẽ chụp hình trực tiếp luôn. Nếu như cái máy tính hoặc là thiết bị của các bạn nó có thể chụp camera thì ở đây mình sẽ sử dụng và upload dữ liệu lên ha. Hoặc là các bạn đang sử dụng đăng ký qua điện thoại thì có thể dùng điện thoại. Ở đây mình sẽ cập nhật dữ liệu là mình sẽ tải cái tài liệu của mình lên. Rồi thì phía trong này nó sẽ yêu cầu mình tải như thế nào. Thì ở đây mình sẽ tải cái mặt trước cái chứng minh nhân dân hoặc là cái hộ chiếu. Rồi mình sẽ bắt đầu mình chọn tập tin mình tải lên ha. Rồi thì nó đang trong cái quá trình mà upload lên ha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào xác nhận. Rồi tiếp theo thì đây là một cái tấm hình chụp hình selfie ha. Tức là hình chụp cái khuôn mặt của các bạn. Thì cái định dạng của nó là JPEG, PNG ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chọn luôn ha. Tin lên. Thì đây nó yêu cầu là cái khuôn mặt của bạn có nét hay không ha. Thì các bạn nên là chụp rõ ràng cái khuôn mặt hiển thị để cho nó, quá trình xác minh nó sẽ nhanh chóng hơn. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấp vào cái mục hoàn thành. Thì bây giờ các bạn sẽ đợi một chút xíu ha. Ok, thì bước tiếp theo này nó là một cái xác minh nâng cao. Thì trước đây nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ upload cái tấm hình mà các bạn sẽ cầm cái tài liệu ID hoặc là passport, chứng minh nhân thư hoặc là bằng lái xe cầm lên và chúng ta sẽ chụp hình chung với lại khuôn mặt. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì sàn nó sẽ bắt đầu chúng ta tải cái app Binance. Sau đó nó sẽ bắt chúng ta chụp trực tiếp trên thiết bị di động luôn để mà gửi lại cái tấm hình đó cho nó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành tải cái app cũng như là đăng nhập vào cái sàn Binance trên app. Rồi chúng ta sẽ tiến hành xác minh. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở điện thoại lên và tải cái app sàn Binance về. Sau đó mình sẽ điền email cũng như là mật khẩu để bắt đầu đăng nhập vào. Rồi chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ điền cái mã Google Auth ha. Thì cái này mình đã hướng dẫn ở phần đầu rồi. Các bạn sẽ mở cái app lên và chúng ta sao chép nó. Rồi chúng ta mở cái app Binance lên rồi chúng ta dán vào. Tiếp theo thì nó sẽ gửi cho mình một cái mã code về cái email. Thì lúc này thì các bạn phải vào email và chúng ta sẽ lấy cái mã đó ra và chúng ta sẽ dán vào. Rồi bây giờ mình sẽ điền luôn ha. Ok, thì như vậy là xong. Thì cái bước này mình bỏ qua ha. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành xác minh khuôn mặt. Rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào xác minh danh tính ha. Để chúng ta bắt đầu tiến hành xác minh khuôn mặt. Thì sàn Binance họ sẽ cho các bạn quét cái khuôn mặt. Thì các bạn nên chuẩn bị cái mặt của mình nó thật là chỉnh chu. Để khi mà cái camera nó quét rất là nhanh. Do đó thì các bạn cần chuẩn bị trước ha. Chỉnh trả về. Thì sau khi mà các bạn nhấp vào bắt đầu xác minh thì nó sẽ bắt đầu quét. Nó quét rất là nhanh. Nó quét chừng 1 đến 2 giây là nó nhận diện luôn khuôn mặt của các bạn. Thì như vậy là các bạn đã xác minh khuôn mặt thành công. Rồi ok, thì sau khi mà các bạn đã tiến hành chúng ta xác minh qua điện thoại xác minh nâng cao thì bước tiếp theo thì các bạn cần phải F5. Chúng ta reload trang lại ha, để chúng ta xem cái kết quả coi là mình đã xác minh chưa. Đó, thì
sau khi mình đã F5 thì nó đã verify rồi nè, nó đã xác minh thành công. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấp tiếp vào cái phần này để chúng ta hoàn tất tất cả những các bước bảo mật cho tài khoản của mình. Thì đây nó có nói đây là một cái mã chống lừa đảo ha, thì các bạn sẽ không tiết lộ cái mật khẩu cũng như là những cái xác thực qua SMS tin nhắn của các bạn cho bất kỳ ai, kể cả cái bộ phận hỗ trợ của Binance đó. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình tạo một cái mã. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bấm vào tạo mã chống lừa đảo ha. Rồi các bạn sẽ phải nhập cái tạo mã này, nó có bao gồm là 4-20 ký tự ha, không có chứa ký tự đặc biệt. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu điền ha. Rồi thì sau khi mà tạo xong á thì các bạn sẽ nhấp vào nút gửi đi ha. Rồi tiếp theo á thì mình sẽ vào cái ứng dụng Google Authent để mà mình điền 6 cái chữ số để mà xác minh cái thao tác này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vào cái Google Authent ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở cái Authent. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhập 6 cái chữ số đó vào. 306386. Rồi, thì như vậy là mình đã tạo xong cái phần thiết lập tạo mã chống lừa đảo rồi. Ok, thì như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bước này. Bây giờ mình sẽ quay lại cái phần trang bảo vệ ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái phần là bảo vệ. Đó, thì như vậy là các bạn đã tiến hành hoàn thành hết 3 bước này, là các bạn đã cơ bản đã tối ưu được cái tài khoản sàn Binance này của mình. Thì bây giờ thì các bạn có thể là xác thực qua tin nhắn nè. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là xác minh thêm cái địa chỉ của các bạn nữa. Thì như vậy là mình đã cơ bản là hướng dẫn các bạn hoàn thành xong cái bước đăng ký cũng như là bảo mật 2 lớp 2FA và xác minh danh tính trên cái sàn Binance này. Thì cái video sau thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta nạp tiền vào cái sàn này như thế nào và chúng ta mua những cái đồng coin ở trên đây để chúng ta giao dịch, hoặc là chúng ta có thể lưu trữ nó và khi mà nó tăng giá lên thì chúng ta bán để chúng ta đem lại những cái lợi nhuận cho chính cái đồng tiền mà mình của mình ha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.